Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế qua hệ thống bưu điện. Tân Hòa phát huy mô hình tổ hợp tác cựu chiến binh. Quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, để góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành triển khai nhiều chương trình ký kết nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một trong những chương trình đã và đang phát huy có hiệu quả và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực đối với mỗi người dân, đó là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế của đối tượng tự động thông qua hệ thống đại lý thu của bưu điện. Đã gần 2 năm nay, ngôi nhà của gia đình ông Đặng Thanh Phùng ở xã Đức Minh, thành phố Đồng Hới trở thành đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế trực thuộc hệ thống đại lý thu của hệ thống bưu điện tỉnh. Đến nay, toàn xã Đức Minh đã có gần 1.890 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và 182 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng trong 4 tháng của năm 2018, xã Đức Ninh đã phát triển được 67 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 642 đối tượng tham gia đồng bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đi tuyên truyền các thôn tại các hội nghị, rồi là lồng ghép trong các hội nghị của mặt trận của xã cũng như của cả thôn, rồi là để là vận động là bà con hiểu rõ được cái chính sách bảo hiểm y tế có quyền lợi. Và là đã là người ta là tham gia đầy đủ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 153 đại lý thu ở các xã phường thị trấn với 529 nhân viên, thì hệ thống đại lý thu của bưu điện Quảng Bình có 223 nhân viên. Đây chính là đội ngũ tuyên truyền viên, là cánh tay nối dài để các chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, để họ được tiếp cận một cách đầy đủ, chính xác những thông tin liên quan, từ đó tích cực tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Trước hết là tôi cảm thấy là bảo hiểm y tế là rất thiết thực đối với mỗi người dân, nên gia đình tôi đã mua để khi mà bị ốm, đau ốm đi được đi đến bệnh viện thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả một phần viện phí cho gia đình. Vì vậy tôi cảm thấy là bảo hiểm y tế rất thiết thực nên đã mua cho 3 người trong một gia đình. Với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế thông qua hệ thống đại lý thu của bưu điện tỉnh, trong thời gian triển khai thực hiện chương trình ký kết, hai bên đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền vận động để người dân nhận thấy rõ lợi ích thiết thực khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Vấn đề mấu chốt trong phát triển đối tượng thu, kể cả bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi bảo hiểm y tế của hộ gia đình, thì việc đầu tiên là cái việc truyền thông để cho người dân. Công tác truyền thông rồi tổ chức đối thoại đối với người dân để họ nắm rõ được cái chủ trương chính sách của Đảng nhà với nhà nước là rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Thì từ đó thì họ mới dành dụng để họ đảm bảo cái an sinh trong cái gia đình họ, trong bản thân của người thân họ. Thì đó là vấn đề mấu chốt là công tác truyền thông. Bên cạnh đó thì vấn đề thứ hai thôi là cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như bưu điện thì giải quyết các cái thủ tục đơn giản, chặt chẽ và những cái thông tin đến với họ là nhanh nhất, chính xác nhất, thì chắc chắn rằng là cái công tác phát triển đối tượng trên tỉnh nhà sẽ hoàn thành tốt đúng như chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đã đề ra. Nhờ có sự chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện từ tỉnh về tận cơ sở, nên đến cuối năm 2017 vừa qua, thông qua hệ thống đại lý thu, bưu điện tỉnh đã khai thác tăng mới được 816 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. So với kết quả của các đại lý thu trong toàn tỉnh, thì đại lý thu của bưu điện chiếm tỷ lệ 45,7% và trên 34.380 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong tổng số trên 85.920 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ dân số trên 93%. Thì qua quá trình triển khai thì chúng tôi đã có một số bài học kinh nghiệm, nhất là trong cái công tác tuyên truyền về cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để mời tất cả mọi người dân trong tỉnh để làm sao đó họ hiểu được cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo y tế và cái chế độ ưu việt của Đảng và nhà nước ta trong quá trình triển khai và phát triển đối tượng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự động của nhân dân.
trên toàn tỉnh. Bài học thứ hai là trong tổ chức thực hiện thì hai ngành cũng đã có phối hợp để cho cả các cái đại lý thú của bưu điện họ nắm được cái kế hoạch triển khai hàng quý, hàng tháng, để rồi trong quá trình về tiếp cận với nhân dân thì họ nắm được chính sách chế độ, để khi nhân dân hỏi thì họ trao đổi và hướng dẫn cho nhân dân tham gia để rồi nhân dân thụ hưởng các cái chế độ chính sách mà nhà nước đem lại cho quyền lợi của người tham gia trong quá trình thực hiện. Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trên 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Một trong những giải pháp được tỉnh Quảng Bình đề ra là phải huy động sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Ngày 27 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch, tại chùa Hoàng Phúc ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Đây là năm thứ ba đại lễ Phật đản được tổ chức tại Lệ Thủy kể từ khi ngôi cổ tự Hoàng Phúc được phục dựng. Sau khi cử hành đại lễ Phật đản theo nghi thức Phật giáo, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo cùng đông đảo tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an lạc. Lãnh đạo huyện đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả cấp luôn đồng viên các tăng ni Phật tử thực hiện tốt chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước cùng xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng phát triển. Cũng như dịp mừng đại lễ Phật đản và quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Ban từ thiện chùa Hoàng Phúc đã trao 24 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà là 2 triệu đồng. Song song với việc tập trung thu hoạch lúa đông xuân, những ngày này, bà con nông dân xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đang xuống giống vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ. Vụ hè thu năm nay, xã Mai Thủy sẽ gieo xạ 194 hecta lúa, chủ yếu là ở hợp tác xã Mai Thường, Lệ Bình, Xuân Mai và Lê Xá. Để đảm bảo tính ăn chắc, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các hợp tác xã tranh thủ thu hoạch nhanh lúa đông xuân, gặt đến đâu cài ải làm đất đến đó. Đồng thời vụ hè thu này, ngoài chủ động nước tưới và phòng trừ chuột, các hợp tác xã đã hướng dẫn nông dân sử dụng cơ cấu nhóm giống dưới 95 ngày như HT1, PC6, nếp EZ352, SV181, Xuân Mai, nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng để kịp thu hoạch trước 30 tháng 8, tránh được mùa lũ lụt và nạn chuột di cư phá hại lúa, đảm bảo vụ hè thu thắng lợi. Những năm qua, cùng với việc tập trung sản xuất nông nghiệp, gia đình ông Phạm Văn Kính ở thôn Kinh Tân, xã Canh Hòa, huyện Quảng Trạch còn đầu tư chuồng trại để chăn nuôi dê, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Với khoảng 1.000 mét vuông đất nhà, năm 2015, ông Kính đã chuyển đổi từ nuôi gà thương phẩm sang đầu tư chăn nuôi dê theo phương pháp bán chuyên canh. Từ 9 con dê giống ban đầu, đến nay gia đình ông Kính đã phát triển đàn dê hơn 40 con, trong đó có 10 con dê sinh sản. Ông Kính cho biết, nuôi dê rất đơn giản, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí so với chăn nuôi gà. Thị trường đầu ra rất ổn định. Với mô hình này, gia đình ông Kính có thêm nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững, Hội cựu chiến binh xã Tân Hòa, huyện Minh Hòa đã động viên hội viên mạnh dạn xây dựng tổ hợp tác cựu chiến binh làm kinh tế. Hiện nay ở xã Tân Hòa đã có 6 mô hình tổ hợp tác với 52 thành viên tham gia. Đây là mô hình chăn nuôi trâu bò của tổ hợp tác cựu chiến binh thôn 4 xã Tân Hòa. Tận dụng địa hình rừng núi, bãi cỏ rộng, các cựu chiến binh đã phát triển đàn trâu bò chăn thả tự nhiên. Số lượng trâu bò hiện có trên 40 con. Sau 3 năm duy trì phát triển, mô hình chăn nuôi trâu bò của tổ hợp tác thôn 4 đã đem lại những hiệu quả rõ nét, từng bước ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho các gia đình, giải quyết việc làm cho con em của các hội viên hội cựu chiến binh khác. Mô hình của tổ hợp tác của chi hội 4 này thì cơ bản là đã phát triển tốt. Nếu như đến năm thứ 3 này thì cơ bản là ổn định, tổng đàn thì phát triển. Một năm thì cho thu nhập là từ 80 đến 90 triệu đồng cho một tổ ạ, về lãi ròng. Vì cả cái mặt mà đảm bảo cho vệ sinh chuồng trại, rồi vệ sinh là cho trâu bò, đàn trâu bò,
rồi gia súc, nói chung là cơ bản thực hiện hàng năm là tổ đã thực hiện tốt. Và đồng viên các tổ đều phải tiếp thu về khoa học kỹ thuật, nhất là phòng chống bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Cũng như tổ hợp tác cựu chiến binh thôn 4, tổ hợp tác trồng rừng nuôi ong lấy mật do cựu chiến binh Đinh Tiến Phùng làm tổ trưởng là một trong 6 tổ hợp tác của hội cựu chiến binh xã Tân Hóa. Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, cựu chiến binh Đinh Tiến Phùng đầu tư mô hình trồng rừng ở thôn Rỉ Rì, xã Tân Hóa. Hiện gia đình ông có hơn 2 hecta trồng cây cao su, keo lai, đặc biệt là mô hình nuôi ong lấy mật rất hiệu quả. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch mật ong khoảng 2 đến 300 chai trên một đàn. Trong khi đó, trang trại ông hiện có đến 30 đàn, doanh thu từ nuôi ong cũng đạt đến gần 200 triệu đồng một năm. Là được chủ trương của xã là xây dựng mô hình là trồng cây cao su để lấy mù. Thì trồng được là hơn 2 hecta ra cao su. Còn lại là đất mà phải làm khó khăn thì trồng keo. Thì qua trồng keo thì được 6-7 năm. Thì đã bán được một lứa là keo là được 100 triệu. Hết mà đời lính mình về đời thường thì mình sản xuất để phát triển kinh tế. Thì đối với gia đình tôi thì vừa là vay của nhà nước, vừa tiết kiệm, vừa làm kinh tế tiết kiệm. Thì cũng sắm cho con thì được 2 chiếc xe ô tô với 1 chiếc máy múc. Có thể nói, thông qua tổ hợp tác, các cựu chiến binh đã tương trợ, học hỏi lẫn nhau trong việc thực hiện các mô hình chăn nuôi trồng trọt, nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật, đến kinh nghiệm sản xuất. Phần đầu năm 2018, số hộ nghèo của hội cựu chiến binh Minh Hòa giảm xuống dưới 9%. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 28 tháng 5, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 62 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 64 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới